Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay, chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với phần của ngày hôm nay hồi thứ nhất mang tên dương kiều xuất hiện người dịch nguyễn thị mì buổi trưa ngày hôm sau quạt già vẫn cảm thấy sợ sệt cho nên ngoài người thanh niên trung quốc già ông ta lại tìm thêm vài người nữa rồi mới cùng nhau tới khu nhà cũ của gia tộc họ lưu dây niềm phòng dán trước cửa chính vừa mới bị xé đi không lâu nếu người đi ngang qua đều biết chuyện xảy ra ở nơi này, bởi vì bọn họ đều tránh đến gần khu nhà. Mặc dù lúc này đang là giữa trưa, mặt trời chiếu sáng nhất, nhưng nơi đây vẫn vắng vẻ một cách kỳ dị. Vào trong căn biệt thự cũ, người thanh niên Trung Quốc đi dạo xung quanh một vòng. Anh ta càng đi sâu vào trong thì lông mày lại càng nhíu lại. Đi hết một vòng, lông mày của anh ta đã nhíu lại thành một đường Người Trung Quốc kiểm tra hết bên trong căn biệt thự Rồi chẳng để ý tới ai cả Tự cuối xuống xăm soi dưới chân Sau khi giống như người bị mộng du Anh ta đi thẳng về phía tây Quản gia không hiểu lắm Nhưng dù có gọi như thế nào Thì cái người Trung Quốc này Vẫn không thèm trả lời Ông ta đành phải khóa cửa của biệt thự lại Rồi dẫn đám người Theo gót nam thành điền ấy Không ngờ bọn họ đi theo anh ta Nhưng hơn hai tiếng đồng hồ mà chưa dừng lại đến khi viên quản gia và đám người đã mệt rã rời thì thanh niên trung quốc cuối cùng cũng dừng lại trước cổng một khu nghĩa trang công cộng giờ địa anh ta phát hiện ra điều gì anh ta thì thầm vài lời với quản gia ban đầu quản gia tỏ vẻ không hài lòng nhưng sau khi người trung quốc giải thích thêm sắc mặt của quản gia liền tái đi ông ta nặng nề gật đầu với người thanh niên Trung Quốc. Thể theo yêu cầu của anh ta, quản gia đã trả tiền cho người giữ mộ, rồi lại đi tìm sẻng, quốc và các loại công cụ khác. Dưới sự chỉ huy của người này, bọn họ bắt đầu đào bới mây khu đất bỏ trống của nghĩa trang đó. Đào trừng đỡ thước đất, bọn họ lần lượt moi lên từng con người đá nhỏ. Đã đến khi tất cả những người đá được đào lên đếm tổng cộng Và đúng 67 con Những người đá này lớn chừng một bàn tay Trên thân khắc chỉ chít kinh văn Không biết là của tôn giáo nào Chán của mỗi con người đá Được viết từng cái tên bằng mực chu sa Nếu cái tên này đều có một điểm chung Đó là có một chữ lưu ở đầu Trong đó cũng có một người đá viết tên là lưu dậu Quản gia thấy những con người đá này Thì lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra Ông ta lại nhìn người thanh niên Trung Quốc Trong tay anh ta Không biết từ bao giờ Đã có một nén nhang ngắn Và 78 đồng tiền cổ Trung Quốc Anh ta đang lầm nhầm gì đó Nhưng quản gia nghe không hiểu Cùng không dám quấy dày Chỉ đành kéo đám người đi cùng mình Đi ra xa hơn Rồi từ đó Quan sát nhất cử nhất động Của người thanh niên Trung Quốc kia trong khi niệm kinh Anh ta bày những đồng tiền kia Thành một hình thù kỳ lạ Quanh người đá có viết tên lưu dậu Xong rồi thắp cây nhang ngắn Trước mặt con người đá đó Một màn quỷ dị xuất hiện Trước mặt mọi người Đám khói tỏa ra từ nét nhang Vốn đang bay lên không trung Lại đột nhiên chuyển hướng Trôi về phía đông nam Trôi đến đoạn xa chừng 3-4 mét Nó mới tàn biến Cả mắt của nam thanh niên Nhìn chằm chằm về hướng mà đám khói trôi đi Đồng thời Anh ta liên tục bấm đốt ngón tay phải Tận đến khi nét nhàng đã cháy hết Động tác tay của anh ta mới dừng lại Người Trung Quốc dường như Đã phát hiện ra gì đó Anh ta cất đồng tiền cổ Nên có vẻ là sắp rời khỏi đây Đi tới một nơi khác Cùng mày quản gia rất thức thời Khi theo người thanh niên tới nghĩa tràng Ông ta đã sai người về lái ô tô tới thấy có ô tô, thành niên Trung Quốc cũng không từ chối. Sau khi lên xe, anh ta chỉ đường cho bọn họ đi thẳng về hướng Đông Nam. Đi hơn một tiếng đồng hồ, ô tô dừng lại tại một hồ nước nhân tạo ở ngoại ô thành phố. Người Trung Quốc không xuống xe, chỉ mở cửa sổ nhìn một căn biệt thự xa hoa nằm trước hồ nước, hỏi quản gia xem trong đó là ai. Thực ra vừa nhìn thấy căn biệt thự này người quản gia đã hiểu được mọi chuyện xảy ra rồi chủ nhân của căn biệt thự này cũng là một gia tộc giàu có ở nơi đây nói về mấy đời trước của gia tộc này cũng là người hoa đến thái lan để tránh chiến tranh nên bọn họ lại chọn hình thức kết thông ra để hòa nhập với xã hội địa phương sau nhiều thế hệ giao thoa huyết mạch của người hoa chỉ còn lại rất ít nhưng gia tộc này vẫn giữ lại họ gốc hoa của mình là họ mã. Trước khi Lưu Dậu được sinh ra, hai gia tộc đã có nhiều năm minh tranh ám đấu. Mặc dù không chính thức vạch mặt nhau, nhưng dưới gầm bàn thì như nước với lửa. Mấy năm trước, nhân cơ hội có một khu đất mới có kế hoạch phát triển. Gia tộc họ Lưu đã đẹp bẹp phía bên kia. Ngoài ra, nhà họ mã còn liên tục đầu tư thất bại. Nghe đồn người của nhà họ Lưu góp vai trò quan trọng trong chuyện này. Trải qua những biến cố ấy, nhà họ Mã đã bị tổn thất nặng nề. Cả một đoạn thời gian về sau, gia tộc họ Mã không có gì khởi sắc. Cho mắt người ngoài, đại gia tộc giàu có nhất một phương đã đến lúc lụi tàn. Quản gia thuật lại toàn bộ nguyên do cho người thanh niên Trung Quốc nghe. Anh ta cười giữa một tiếng, rồi bảo quản gia đi điều tra xem trong quãng thời gian trước Và sau sự kiện Xảy ra ở nhà họ lưu Trong ngôi biệt thự kia Có người ngoài nào tới ở hay không Sự thật chứng minh cho câu nói Tiền có thể xui ma khiến quỷ Không chỉ riêng ở Trung Quốc Mà đến tận Thái Lan Câu nói này vẫn còn có tác dụng Chỉ cần tiêu tiền đúng chỗ Ngay ngày hôm sau Bọn họ đã nhận được tin tức Một tuần lễ trước Khi gia tộc họ lưu xảy ra chuyện trong căn biệt thự này, đột nhiên xuất hiện một ông già kỳ lạ. Từ lúc ông ta vào ở, quản gia và những người làm cũ trong biệt thự đều bị đuổi đi nơi khác, chỉ còn lại vài người trẻ tuổi trong gia đình ở lại để phục vụ cho gia chủ và ông già kia. Cùng đêm mà nhà họ Lưu gặp đại họa, ngay cả gia chủ của nhà họ Mã cùng với những người trẻ trong nhà đều rời khỏi căn biệt thự này. Chỉ còn lại một mình ông già kia Về chuyện ông già ở trong đó làm cái gì Thì không ai biết Chẳng qua Những thông tin này Cũng đủ với người thanh niên Trung Quốc rồi Anh ta quay về nhà của Lưu Dậu Tránh mặt mọi người keo riêng Lưu Dậu vào trong một căn phòng Ngay cả quản gia Cô không thể bước vào căn phòng này một bước Người thanh niên Trung Quốc đó Nói gì với Lưu Dậu Thì không có người thứ ba biết được Chẳng qua là ba ngày sau đó Đầu lục trăng rằm 15 Liêu Dậu đã viết giấy báo cho quản gia Và tất cả mọi người trong nhà nghỉ một ngày Tận đến bình minh ngày hôm kia Bọn họ cũng không được quay trở lại đây tôi hôm đó trời vốn cao trăng sáng rõ Nhưng chẳng ai ngờ được Trong chớp mắt lại có một đám mây lớn kéo đến Sau đó là sớm xét bổ xuống Kể cũng là Gần 70% tia xét đêm đó Đều đánh vào căn biệt thự Bên cạnh hồ nước nhân tạo Ở ngoài ô thành phố Sẽ đánh vào biệt thự Được xây bằng gỗ gây ra hỏa hoạn Thiều chết mấy tên thường nhân nhà họ mã Và một ông già bí ẩn ngay tại chỗ Về sau Khi pháp y khám nghiệm cơ thể của tử thi Bọn họ phát hiện những xác chết này Không có bất kỳ dấu hiệu dãy rụa chạy trốn đào Khi đám cháy xảy ra tất cả đều đứng im chịu chết cháy để cho ngọn lửa từ từ thiêu rụi chịu đựng cơn đau đớn mà người bình thường không tài nào tưởng tượng được chuyện này vừa kết thúc nam thanh niên trung quốc bí ẩn kia Lên mang lời chứng thực của người anh em kết nghĩa tức lưu dậu rời khỏi thái lan từ đây hai đại gia tộc họ lưu và họ mã của người hoa ở thái lan đều lụn bại mấy năm sau đó Lưu dậu rút cục cũng đạt được quyền kế thừa theo luật định. Nhưng lúc này lại có một tin động trời tuần ra. Số tài khoản khổng lồ mà lưu dậu sắp thừa kế, dưới nỗ lực đầu tư và tái đầu tư không ngừng nghỉ mấy năm qua của Ủy ban Quản lý Tài sản, hạn chót nhận tiền là chiều hôm đó, bầu trông từ một con số trên trời đã biến thành số âm. Không những thế, họ vẫn còn nợ ngân hàng một khoản tiền phí khổng lồ là tiền ủy thác và hao tổn bù trừ cho mấy lần đầu tư sai lầm. Trong khi đó, giá trị con người của mấy kẻ quản lý quỹ ngân sách di sản lại bỗng tăng lên con số tương ứng. Lưu dậu từ con ông cháu cha thoát cái biến thành cái tên nghèo khô rách áo ôm, ngân hàng và chủ nợ, cưỡng chế lấy đi tất cả tài sản, tiền mặt chứng khoán có giá trị và cả kim loại quý giá của gã. Sau đó, quản gia và đám người giúp việc cũng lần lượt rời đi. Lưu dậu kiện cáo mấy lần đều thất bại, phải lưu lạc đến đầu đường xót chợ. Vừa khủng hoảng lại vừa tức giận, một trận ốm nặng suýt nữa đã lấy đi tính mạng của gã. Ngay thời điểm lưu dậu sắp buông tay Thì người thanh niên họ hách Năm nào lại xuất hiện Sau khi nghe được những biến cố Mà lưu dậu gặp phải anh ta vội vàng tới tìm lưu dầu Này đã đưa một tên ăn mày Đưa anh ta rời khỏi Thái Lan Không ai biết Hai người họ đã đi nơi nào Nhưng nhiều năm về sau Một ông lão ở địa phương đó Đột nhiên nhận ra Vì lưu đại thiếu gia năm xưa Đã quay trở về Thế nhưng dù có rời đi bao nhiêu năm chẳng nữa Chứng bệnh mất ngôn ngữ của gã Vẫn không chứa được Chỉ có thể giao tiếp bằng cử chỉ tay Và chữ viết khi quay về Liêu Đại thiếu già đã từ bỏ cái tên lưu giàu và tự nhận mình là một kẻ vô danh gã vô danh đó hành tàu khắp đất thái lan làm nghề trừ tà thay người cầu phúc có vài lần còn tham gia vào những sự kiện rất trọng đại tên tuổi của gã càng ngày càng được truyền xa còn bị quốc vương thái lan triệu đến giữ chức cố vấn tôn giáo một nhiệm kỳ người ta dựa vào ngoại hình của gã để đặt cho Lưu Đại Thiếu Gia năm xưa Cái biệt danh là Quả Hoàng Nhiên vất vả lắm Mới kể xong lai lịch của Quả Cá mệt đến nỗi Thở hồn hền Mồ hôi tu giàn điều tắm Đến cuối cùng còn trợn trăng mắt ngất xỉu Tôi với Tôn Mập phải ấn huyệt nhân trung Rồi tát mặt Tát miệng của gã mãi Khó khăn lắm mới làm cho Hoàng Nhiên tỉnh lại Bốn người phía tiêu hòa thượng và hách chính nghĩa ở bên kia Đã chú ý tới đồng tính ở bên này Tôn Mập phải xua tay với bọn họ nói <laughs> Không sao đâu Anh Hoàng vừa bị khó thở em mà Cứ yên tâm đi Chờ thêm một tiếng nữa Cũng không có vấn đề gì Lời của Tôn Mập Đã giúp cho Kim Bù Vốn đang sốt ruột từ nãy đến giờ Có chuyện để nói Ông ta ngẩng đầu lên Và hét về phía hách chính nghĩa đã bao lâu rồi Sao hai người đó vẫn chưa xong nhỉ Tiêu hòa thượng nghe Kim Bù the thế Thì ngằng đầu nhìn lão và nói Ông Kim Ông suốt ruột như thế à Hai ông thử bói xem Bao giờ thì họ đi ra Nói xong Tiêu hòa thượng lại lắc đầu Tự hỏi tự trả lời À mà thôi Cái nghề này của ông quan trọng nhất Là không được xem cho bản thân mình Không xem được việc mình làm Đúng không Kim mù hử một tiếng Không thèm trả lời Thực ra mấy người ở đây ngồi chờ Đã mất kiên nhẫn tới mức sắp phát hỏa rồi Chẳng qua có kim mù Là người tiên phong mà thôi Hạch trình nghĩa hơi mỉm cười chấn an Kim tiên sinh Bên kia chắc là sắp xong rồi Ngài cứ ngồi tạm thêm một tí nữa đi hai trình nghĩa còn chưa nói xong Đột nhiên đồng tử của ông ta co lại Giật mình quay đầu nhìn về phía phòng làm việc của Ma Khiêu Lâm Không chỉ có ông ta Trong phòng khách Ngoài trừ đám người làm và quản gia Tất cả chúng tôi đều không hẹn Mà cùng nhìn về phía căn phòng đó Ngay cả Hoàng Niên Chỉ còn một nửa sức lực Cũng gắng ngượng dưới đầu nhìn theo Trong một khoảnh khắc Cả đám chúng tôi đều cảm giác được Một luồng khí lạnh buốt Phả ra từ khe hở trong phòng sách Cùng chỉ trong khoảnh khắc này Môi trường ôn hòa Và thanh bình do trận phong thủy Mà kim mù bày ra trong biệt thự Đã bị luồng khí lạnh kia thay thế Đừng nói là Mấy người bọn tôi có sẵn thiên nhãn Ngay cả đám người thường và quản gia Cô bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu Tiêu Hòa Thượng và Hách Chính Nghĩa liếc nhìn nhau Hai người gần như đồng thời bật dậy khỏi sofa Lao về phía phòng sách Mặc dù cả hai đồng thời đứng dậy Nhưng tuổi tác của tiêu hòa thượng Vẫn lớn hơn hách chính nghĩa nhiều Tốc độ của ông ấy chậm hơn hẳn Ngay cả quả chạy sau hai người này Cùng nhanh chóng vượt qua tiêu hòa thượng Mời người giúp việc đứng trước phòng sách Không hiểu chuyện gì xảy ra Thầy hạch Trinh nghĩa đang hầm hè trợn mắt nhìn mình Bọn họ bèn vội vàng tránh đi Tôi và Tôn Bẩm ở xa phòng làm việc nhất Khi chúng tôi chạy tới cảnh tiêu hòa thượng thì nghe được ông ấy thì thào đừng đến qua gần để cho họ lên trước đi tôi mập nhe răng cười tôi biết mà cậu ta mới nói được một nửa Đã nghe tiếng người ngã ở đằng sau hoa ra là kim mù quá sốt ruột nhưng khôn nỗi lao lại bị mù cho nên bị vấp ở bậc cầu thang ngã ra đấy giờ chẳng có ai kịp bận tâm đến lão hay trinh kia và quả đã đứng ở trước cửa phòng sách quả co chân tung một cước đá văng cửa cửa đã thông quả và hách chính nghĩa vội vàng xông vào trong ép sang hai phía cảnh tượng bên trong căn phòng cũng được phơi bày ra trước mắt chúng tôi có một người đàn ông mặc áo xám với mái đầu bạc đang đứng giữa phòng luồng khí lạnh buốt vừa rồi toát ra từ thân anh ta hai tay người này đang cầm hai khẩu súng điện Giờ những người đầu bạc có vẻ rất là hứng thú Với hai khẩu súng điện ấy Thỉnh thoảng còn gặt vào công tắc Cho nó kêu lên rè rè Khiến những tia lửa điện xanh trắng Liên tục lé lên Là nhìn ma khiêu lâm và kim bất hoán Ngoài bọn họ Còn có thêm hai người nữa Đang nằm sâm trên mặt sàn nhà Cả bốn người đều đang co giật Nhưng hai người kia Nằm quay mặt vào phía trong cho nên tôi không biết đó là ai Lần đầu tiên nhìn thấy người đầu bạc đó Tôi còn tưởng đó là trưởng phòng ngô Nếu khi nhìn lại lần nữa Thấy anh bắt thận trọng đặc trưng ấy Tôi mới nhận ra Anh ta là Dương Kiêu Tiêu Hòa Thượng cũng tỏ ra kinh ngạc Có vẻ ông ấy cô không biết Dương Kiều sẽ xuất hiện Lúc này Hạch Trinh Nghia và Quả Đang đứng ép hai bên cánh cửa Nhận ra người trong phòng không có phản ứng gì họ mới cẩn thận bước từ chỗ ẩn thân ra ngoài thấy người đầu bạc hách trinh nghĩa hơi khựng lại rồi chấp chấp mắt nói dương kiều tiên sinh à dương kiều cũng không ngạc nhiên khi hách trinh nghĩa có thể nhận ra mình anh ta hơi gật đầu đáp hiếm khi nào lại có người không nhận nhầm tôi thành dương quân nghe nói ủy ban xử lý tôn giáo thay hội trưởng mới không ngờ nhanh như vậy Mà đã bị hội trưởng mới nhận ra Hạch Trinh Nghĩa mỉm cười Đi bốn người nằm trên sàn nhà nói Dương tiên sinh Đây là tác phẩm của anh sao Dương Kiều cung đình bốn người này Đáp Không dám Tôi chỉ làm việc tốt thôi Bắt hạ cái tên trộm giúp các người Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mạng tiền Đừng đùa với Tôn Đức Thắng, người dịch Nguyễn Thị Mỹ Hoa già khi cao lượng sắp xếp cho chúng tôi tới Hồng Kông Thì đã cẩn thận chuẩn bị cả ngoài sáng và trong tối Mặt ngoài thì là ba người chúng tôi phụ trách đi nhận đồ Đổi hoàng nhiên. Còn mặt trong thì để Dương Kiêu bí mật tới Hồng Kông từ nửa ngày trước đó rồi lèn vào biệt thự của Ma Kiêu lâm ngồi chờ sẵn trong phòng làm việc của ông ta dương kiều vừa mới ẩn thân kỹ thì cũng có một nam một nữ lặng lẽ lèn vào phòng hai người này đối với dương kiêu mà nói thì cũng không phải là người ngoài chỉ là hai nhân vật đã từng gặp ở mộ yêu mông kỳ kỳ và trương tri ngôn mông kỳ kỳ và trương tri ngôn cứ tưởng hành động của mình là thần không biết quỷ không hay nhưng ngờ đâu tất cả đều nằm dưới mí mắt của dương kiêu lại chờ đợi thêm đường hình nữa nên lượt ma khiêu lâm và kim bất hoán tiến vào phòng hai bên đều rất cẩn thận tỉ mỉ sàn lọc và kiểm kê những thứ dùng để trao đổi lại hoàng nhiên khi thấy tất cả những món đồ trong danh sách đang hoàn tất việc giao nhận mà khiêu lâm định đi mở sâm panh, thì mông kỳ kỳ và trương tri ngôn đột nhiên sông già Dí súng điện khiến cho hai người kim bá bất tỉnh nhân sự. Đàn lúc họ định vơ vét những vật phẩm kia vào túi, rồi nhảy cửa sổ đào tàu, thì chim sẻ dương kiêu cuối cùng cũng động thủ, Mông kỳ kỳ và trương chi ngôn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị dương kiêu tước súng điện lấy độc trị độc, dí điện cho bọn họ lăn giặt đất. Quản gia và với người làm xung quanh Xác định không có gì nguy hiểm Bạn nâng Ma Khiêu Lâm và Kim Bất Hoán ra ngoài Việc bọn họ tỉnh lại thế nào Thì không cần phải nói chi tiết Điều chuyện còn lại Là về Mông Kỳ Kỳ và Trương Trinh Ngôn Trương Trinh Ngôn tỉnh lại sớm hơn So với Mông Kỳ Kỳ Cơn co giật của gã còn chưa hết hẳn Gã vừa run lẩy bẩy Vừa cố đứng dậy Sau đó mới xoay đầu nửa vòng Nhìn đám người đang vây quanh mình Trương Trinh Ngôn vỗ vỗ đầu Cố gắng nhớ lại xem Mình vừa gặp phải chuyện gì Cuối cùng anh bắt gã Rơi vào dương kiêu Là 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 anh Dí 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 Dương kiêu thản nhiên nhìn gã Giờ xuống điện Về phía ngón tay mà gã đang chiết tới Tạch 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 Tiết điện màu trắng xanh liên tục lét lên Khiến chương trình ngôn lại một lần nữa Ngã xuống đất Co giật từng hồi Thấy trường trình Ngôn khốn khổ nằm trên đất Tôi thầm thở dài Hành động bổ sung này của Dương Kiêu Có hơi quá đáng rồi Mới có một lúc trôi qua Mà Trương Tri Ngôn Đã bị súng điện dĩ hẳn hai lần Tỷ lệ lên cơn đau tim rất lớn Nếu Trương Tri Ngôn Mà thực sự chết trong tay của Dương Kiêu Mấy người cao tuổi của Ủy ban tôn giáo sau lưng gã Sẽ tuyệt đối không bỏ qua Cho dân điều cục Hạch Trình Nghĩa cũng nhíu mày Ngồi xuống bên cạnh Trương Trinh Ngôn Kiểm tra mạch đập của gã Sau khi xác định không bị làm sao Ông ta mới đứng lên Lạnh lùng nhìn Dương Kiêu Dương Kiều không hổ xanh là Dương Kiêu Kể cả khi anh ta ở dưới chướng ngô nhân địch Bị hào quang của trường phòng ngô lấn át Chỉ cần cho anh ta cơ hội ra tay Anh ta sẽ ngay lập tức Biến thành Dương Kiêu Coi mạng người như cỏ rác trước kia Hai trên nghĩa xăm soi dương kiều một lúc Rồi đột nhiên quay sang nhìn tiêu hỏa thượng phía sau Dù ngập ngừng nhưng vẫn nói Cô Vân Tiểu Dân điều cục của các ông Ngoài sáng ba người Trong tối một người Có phải là hơi vô lý không nhỉ Tiêu hỏa thượng hoàn toàn Không biết sự sắp xếp của cục trưởng cao Trong lúc nhất thời Ông ấy hơi nghẹn Cứ trần chối nhìn hách chính nghĩa Mà không tìm ra được lời phản bác Đúng lúc này tôi mập nhấn mày lên Nói Hồi trưởng hách à Anh bình tĩnh đi Không phải tôi nói chứ Chúng tôi ba sáng một tối cũng được Kể cả bảy sáng tám tối gì gì cũng được Ảnh hưởng gì đến anh Coi như chúng tôi mở ám đi Lôi cả trưởng phòng ngô Và Dương quân đến nữa Chỉ cần chúng tôi không ăn trộm cướp gì của ai Thì có liên quan gì đến anh chứ Tôi nói có đúng không Cậu Cậu Tiêu Lời của Tôn Mập đã nhắc khéo tiêu hòa thượng Cô Vân Tiêu cười hề hề Liếc Tôn Mập rồi tiếp lời cậu ta Có đúng hay không Cô không cần tính tôi vào làm gì Chẳng qua có một việc tôi không hiểu Hội trưởng hách này Ủy ban tôn giáo của các người Lén bố trí hai cái tên tiểu quỷ này Đến để trộm đồ giao dịch Thế là cái kiểu quái gì hả Anh và quả Thì giả vờ đưa đồ Còn hai cái tên này thì đến trộm đồ. <laughs> Mẹ, không ngờ ủy ban tôn giáo của các anh cũng thích diễn trò vừa đấm vừa xoa ra phết anh nhở. Thực ra, Mông Kỳ Kỳ và Trương Tri Ngôn không tính là người trong ủy ban tôn giáo. Nhiều nhất thì chỉ coi như là thân nhân của thành viên cũ của ủy ban mà thôi. Ban đầu, tại họ tin lầm vào lời hứa của Hoàng Niên nên mới cùng gã lội vào vùng đất đục là mộ yêu kia Cũng bởi hoàng nhiên thất bại Cho nên sau đó Nếu thứ vốn ban đầu được gã hứa hẹn Làm thủ lao cho công việc này Đã đổi thành đồ chuộc thân cho chính gã Không thể thực hiện được hứa hẹn ban đầu Mông kỳ kỳ và trương tri ngôn Bí quá làm liều Ai ngờ đến cuối Vân thua trong tay Con chim sẻ rình mồi là dương kiêu Hạch chính nghĩa bị tiêu hòa thượng vặn hỏi Cũng rất nghẹn lại không thể rút sạch quan hệ với hai cái người trương mông nếu không sẽ thành đắc tội với trưởng bối trong ủy ban tôn giáo lại thêm việc ông ta vốn đã sở cụ tiêu nên hách trinh nghĩa chẳng biết phải trả lời ra làm sao cả đúng lúc này ở ngoài cửa phòng có người nói có chuyện gì rồi thi hải là tư môn có sao không hoàng nhiên nói gì đi chứ Kim Bù đang vịn vào Hoàng Nhiên Để Hoàng Nhiên chỉ đường Hai người loạn trọng bước tới Lời của Kim Mù coi như là tạm thời giải vây cho hách chính nghĩa Khác với những người mù bẩm sinh Có thể là do đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ Nên bị trời phạt Tài của Kim Mù không thính như người mù khác Khi chúng tôi nói chuyện trong phòng Lào chẳng nghe được gì hết Hoàng Điền lau lau một đống mồ hôi Nói ai à, Không làm sao cả Là tư môn không làm sao hết Và đang nằm trên mặt bàn đây Kim mù lại bảo hoàng nhiên dẫn đường Hai người dắt díu nhau Tới chỗ đặt di hài của la tư môn Kim mù đẩy hoàng nhiên ra Quả vội tới đỡ gã luôn rồi lão tự mình lần sờ mỏ mẫm trên xác ướp La Tư môn hành động của kim mù khiến tôi cảm thấy hơi buồn nôn nhưng tiêu hòa thượng và hách chính nghĩa lại ra chiều rất là thích thú đứng xem chẳng ba lâu sau lao ta đã mỏ xong đúng thật rồi đúng thật là la tứ môn kim mù vui mừng khôn xiết hét lên the thé mông kỳ kỳ bị tiếng the thé này làm cho bừng tỉnh vì bị điện đánh choáng cho nên phản ứng của cô ta hơi chậm nên thấy hách chính nghĩa và tiêu hòa thượng hình như cô ta mới nhớ ra vừa rồi xảy ra chuyện gì Ben cúi đầu xuống không nói tiếng nào lại thấy trương tri ngôn đang nằm qua quắp ở cách đó không xa trông như là không gặp nguy hiểm gì Bông kỳ kỳ khẽ thở ra một hơi có điều ánh mắt của cô ta nhanh chóng bị kim mù đang ôm sát ướp ở đằng kia hấp dẫn giờ như cô ta đã tìm được ngọn cỏ cứu mạng khẽ hô lên kim bắc hải khi mù quá hân hoan đến nỗi không nghe thấy mông kỳ kỳ gọi phải để mông đại tiểu thư cất cao giọng hơn gọi lại lần nữa là mới nhận ra rằng trên mặt đất còn có một người mà thật ra là hai là ta đã quen được gọi là đại sư rất hiếm khi có người xưng hẳn tên thật như thế bèn hỏi ai ai gọi tôi là kim bắc hải thế tôi là mông kỳ kỳ Thấy Kim Bác Hải Vẫn chưa hề có ấn tượng với mình Mông Đại Tiểu Thư lại hô lên Ông không nhớ à Tên của tôi là do ông đặt Mông Thập Nhất Là ông nội của tôi Kim Mù nhận ra cái tên Mông Thập Nhất này Nhưng thoát cái Ông ta cũng ngộ được Vừa rồi ở đây Đã xảy ra chuyện gì Kim Mù ôm chặt xác ướp của La Tư Môn Suy nghĩ một lúc Rồi ngẩng lên nói với không khí bên cạnh hồi trưởng hách tiêu hòa thượng à cháu gái không hiểu chuyện có việc gì hai người nhớ giữ lại mặt mũi cho ông nội bông thập nhất của nó nha. Hành Trinh kia không trả lời ông ta lúng ta lúng túng nhìn tiêu hòa thượng tiêu hòa thượng thì lại vờ như không nghe thấy gì hết đi dạo một vòng trong phòng sách chỉ có tôn bầm nheo mắt lại vừa cười toe toét vừa nói với kim mù <laughs> Cô Vân Tiều của chúng tôi Sao lại đi chấp nhận với một cô gái làm gì Tiêu Hòa Thượng vẫn không lên tiếng Ông ngồi xuống đất Nhận những tư liệu bị rơi toán loạn lên Có vẻ như là Ngầm đồng ý với lời của Tôn Mập Dương Kiều vốn xem mạng người như cỏ rác Nếu không hưng thu lắm Với một cô gái hay trình nghĩa thì để tình Của ủy ban tôn giáo cũ Lại càng không có ý định truy cứu chuyện này Hai người đều không có nói gì chỉ có tôn mập trận ngược mắt lên với mông kỳ kỳ Không phải tôi nói chứ Mông đại tiểu thư à Cô cũng rảnh gớm nhỉ Không dễ gì mới thả cô ra Sao cô không về nước Pháp mà uống rượu vang đi Đến Hồng Kông bôi mỡ vào người cho kiên đốt làm cái que gì Không ngờ mông kỳ kỳ cũng phát cáu Cô ta trừng mắt lên với tôn mập Cầm tức mắng lại Tôi tới đòi lại đồ của tôi vừa nói Cô nàng vừa chỉ mấy món hàng Được bọc bằng lụa đỏ Nằm giải rác trên mặt đất Tiếp lời Lục trực chúng tôi đã thống nhất với Hoàng Nhiên rồi Tôi và Trương Tri Ngôn Vào mộ yêu với ông ta Mấy thứ này sẽ thuộc về chúng tôi Giờ đã vào mộ yêu rồi Dù hơi khác so với tưởng tượng lúc trước một chút Nhưng những thứ đồ này Trên lý thuyết Thì thuộc về tôi và Trương Tri Ngôn Ai mà biết đến cuối cùng Hoàng Niên lại đưa nó cho các người Tôi và Trương Tri Ngôn Xuyên nợ đã táng mệnh trong mộ yêu Đến cuối vẫn là công giá chàng Anh nghĩ đi, đi Tôi đến đòi lại đồ của mình Có sai không Tôi mầm giả khóc giả cười Nhìn mông kỳ kỳ nói <laughs> Tóm lại là Cô với Trương Cả Lâm Lèn vào nhà người khác Để trộm lại đồ của mình hả Mông kỳ kỳ còn muốn vạc lại Nương bị một tiếng ho khan của kim mù ngắt lời <laughs> kỳ kỳ thôi được rồi cô còn quấy rối nữa tôi cũng không bảo vệ được cô nữa đâu dường như mông kỳ kỳ vẫn còn biết sợ vì kim đại sư này cho nên sau khi nghe kim mù nói như vậy cô ta cắn mồi không tiếp tục cãi vã nữa trong lúc can ngăn kim mù vẫn ôm khư khư xác ướp của la tứ mồn cứ như là sợ có người cướp mất vậy tiêu hòa thượng thê thế nói ông kim à di hại của la tư môn có chạy được đâu ông cứ để ông ta xuống đi ông ôm cái xác chết như thế mãi làm gì ông cho rằng không nhìn thấy thì không buồn nôn hả vừa nói vừa trỏ cái vali đựng xác lúc trước đưa mắt ra hiểu cho tôi tôi bèn nhấc chiếc vali đó tới bên cạnh kim mù bảo với lão Đại sư Kim Đặt di hài đó vào đây Mang ra ngoài cúng tiện Kim mù không hề tin tưởng tôi Lão đích thân sợ lần mò mẫm Kiểm tra cái vali Xác định không có cơ quan ngầm Lão mới cẩn thận đặt sắt ướp của La Tư Môn vào trong đó Sau khi khóa ký lại Một tay lão sách quay vali Một tay thì chống ba tong Ngờ mặt lên nói với không khí Hội trường hách à tôi đưa tứ gia về trước nha chuyện đã đáp ứng với ủy ban tôn giáo tôi nhất định sẽ thực hiện tôi đi trước đây đến dịp sẽ tìm các anh nói xong là cùng không đợi hách trinh Nghiết trả lời mà quay sang bảo mông kỳ kỳ cháu gái đi thôi mông kỳ kỳ có vẻ không cam tâm cô ta ghép vào tai của kim mù thì thầm gì đó Mấy câu này khiến cho mặt của kim mù Xa sầm lại lau gắt Còn muốn làm gì nữa Lần này thoát được một kiếp Coi như là mệnh cô tốt lắm rồi Nói xong Không thèm để ý xem mông kỳ kỳ như thế nào Lao sách và lì đựng xác Bước ra ngoài phòng Mông kỳ kỳ hơi lương lự Nhưng rồi vẫn quyết định Cô ta ôm lấy bình xâm banh Đặt trên bàn làm việc Hình như bình rượu này là do mã khiêu lâm mang tới để để ăn mừng Mông kỳ kỳ đập vỡ chai sâm panh Rồi đổ rượu vào mặt Trương Tri Ngôn Trương Trì Ngôn bị rượu hất vào mặt Nên tỉnh lại Gã chỉ vào những vật phẩm đã được tiêu hòa thượng thu dọn xong Nói với mông kỳ kỳ Có 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 đồ Không lấy nữa Mông kỳ kỳ tức giận rít lên Cậu không thèm ngoảnh lại Mà chạy thẳng ra ngoài Trương Trì Ngôn theo sát đằng sau Bọn họ mặc kệ lão kim mù Mới vừa mới bước ra khỏi phòng Còn đang đứng ở phòng khách Tìm tòi gì đó Hai người chạy một mạch ra khỏi biệt thự Của họ mã Đi một cơn gió Một đoạn nhạc đềm trôi qua Mà khiều lầm cũng đã hồi phục lại Cơ thể của ông chủ mã Đã sớm bị tiểu sắc làm cho suy tàn Sau khi bị điền giật Phải hơn nửa ngày mới có thể tỉnh lại Bây giờ đang được quản gia đỡ Quay lại phòng làm việc So với ông này Tình hình của Kim bất hoán Khá khẩm hơn Ông Kim không cần ai đỡ cả Tự mình theo sau Má Khiêu Lâm Đi tới đây Ma Khiêu Lâm chặn Kim mù Ở bên ngoài nói Đại sư Kim Vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế Sao qua lại nằm trên đất Người qua cũng rất đau Kim mù chưa kịp mở lời Tôi mầm đã lại gần chen mồm vào Ông chủ mã đây à Chúc mừng ông nhé Vừa rồi ôn thần quay lại đấy Nó vừa về đã vội vã tìm ông rồi Không phải tôi nói chứ Cho dù có là thần tiên Thì cũng phải biết nhớ đến tình bạn cũ Vừa về đến nơi Là đã đi tìm ông ngay Mà khiêu lầm tái mặt Vừa rồi bị điện giật Còn chưa hồi phục được bao nhiêu Giờ lại bị đả kích Bởi đoạn ký ức về ôn thần ông ta đã hoàn toàn coi lời của tôn bập nói là thật càng không thể để cho kim mù được rời đi ông ta ôm lấy cánh tay của kim mù khóc lóc đại sư kim à ngài phải cứu qua cứu qua với kim mù vốn đang vội mang xác ướp về để tránh đêm dài lắm mộng lao chỉ còn canh sờ sờ xương cốt của má khiêu lâm mấy cái gọi là đối phó sau đó thì nói mấy câu đại loại như Sơn cốt của anh tinh tế mách tà bất sâm tuy là có khó khăn nhỏ nhưng chỉ cần vượt qua thì sẽ có tiền đổ tươi sáng thuận theo tình thế dù lời này của ông ta chỉ như nói đãi bồi nhưng ma khiêu lâm lại coi thành thánh chỉ hết sức cung kính nhận bệnh đợi kim mù nói xong cùng không cần lão phải nhắc gì ông ta tự viết xét luôn còn tự giác hơn nhiều so với hồi trước gặp chúng tôi Hành động này khiến cho Tôn Mập đứng xem thèm nhỏ rãi Cậu ta bước mấy bước tới trước mặt Kim Mù nói Đại sư Kim này Gặp mặt cũng là có duyên Hay là ngài cũng xem cho tôi một quẻ đê Vừa nói Cậu ta vừa làm như cố ý Chăn đường của Kim Mù Còn giơ tay tung lấy và lì đựng xác của La Tứ Môn Mặt Kim Mù đen kịt Muốn rằng ra khỏi tay của tôn mập mấy lần Nhưng lại sợ ảnh hưởng đến di hài của La Tư Môn trong vali Cuối cùng lão ta vẫn phải cực kỳ không kiên nhẫn Hỏi ngày sinh tháng đẻ của tôn mập Lại sợ mặt sợ xương tay của cậu ta Cuối cùng lão chép miệng Há mồm phun ra bốn chữ Thiên sát cô tinh Cùng mày tôn mập đã ôm cái danh này Sống hơn 20 năm Biên dịch với nó từ lâu cho nên cô không bị tổn thương tinh thần hay thất vọng gì mấy. Mà khiêu lầm đích thần đớt kim Bộ ra khỏi biệt thự, tiện cho tới tận khi Lao Tà đã yên vị ở trong ô tô mới thôi. Mời các bạn nghe tiếp. Hồi thứ ba mang tên Ăn Tết Người dịch Hòa dực phi phi Trong phòng khách Hành chi nghĩa và quả Đưa Hoàng Nhiên từ dưới sàn lên trên ghế nằm Lúc này Hoàng Nhiên đã toàn thân đầm điểm mồ hôi Gương mặt đỏ như vải đỏ Trợn mặt hắn trợn mắt há mồm Thở hồn hền Trông như bệnh hèn xuyến tái phát Quả cởi cúc áo của Hoàng Nhiên ra để lộ lằn ra bên trong trắng nõn đúc ních mà hành động của hách chính nghĩa càng khiến người ta khó hiểu ông lấy ra một con dao găm lưới hẹp rạch một chữ thập nho nhỏ giữa hai vú hoàng nhiên màu tươi đỏ sớm từ ngực chảy dài xuống ra Sau mặt hoàng nhiên ngược lại kha lên rất nhiều tiếng thở cũng từ từ bình ổn lại thấy tình hình hoàng nhiên đã đỡ hơn hách Trình nghĩa quay lại nói với tiêu hòa thượng Cô Vân Tiểu Đồ của các ông đã ở đây Chúng tôi đưa anh Hoàng Điền đi được chưa Tiêu Hòa Thượng rõ ràng không tin tưởng hội trưởng hách này. Đành nói mấy thứ đó bị mông kỳ kỳ và trương tri ngôn xáo trộn. Phải kiểm tra lại lần nữa. Dù sao cũng chỉ mất có mấy phút thôi. Đợi kiểm tra xong sẽ cho bọn họ đi trước một bước. Hai Trinh kia cũng không cố ép đi đến vị trí giá sách. Nếu muốn tìm quyển sách đọc giết thời gian Lúc này Tiêu Hòa Thượng và Kim Bất Hoán Đang đếm lại lần nữa số tài liệu Và mấy thứ đồ được bọc bằng lụa đỏ Tôi với Tôn Mập không dớ tay vào được Hơn nữa tâm tư Tôn Mập Cô không nằm trên những từ đó Cậu ta thòng dòng đến bên cạnh Dương Kiêu Kéo Dương Kiêu vào trong góc Hai người xì xà xì xào Sau lần bà xa Dương Kiêu đầu thai anh ta đã nợ tôi và tôn mập một ân tình Hiện giờ ngoại trừ trưởng phòng ngô E là trong lòng anh ta Chỉ vừa mắt mỗi tôi với tôn mập mà thôi Tôn mập nói rất khẽ Hoàn toàn không nghe rõ hai người họ đang nói những gì Thấy tôn mập vừa nói vừa hoa chân mua tay diễn tả Gần như cậu ta nói câu nào Dương Kiều cũng gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng Tôi nhìn mà rất hiếu kỳ sắp lại gần chỗ bọn họ đáng tiếc lúc tôi tới chủ đề của bọn họ đã đi đến hồi kết dương kiều móc một viên châu đen tuyền từ trong túi ra bọc đạt viên châu đó trước mặt tôn bập từ viên châu bốc lên một luồng khí đen chớp mắt đã tan vào trong không khí trong khoảnh khắc luồng khí đen xuất hiện phòng khách không hiểu sao đột nhiên có một cảm giác âm u trong phòng khách ngoài người nhà họ mã tất cả mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi này cẩn nếp đồng loạt quay mặt sang nhìn mảnh vụn viên châu trong tay dương kiều tôn bẩm có vẻ không ngờ lại có kết quả như thế thấp giọng nói với dương kiều anh đừng làm ngay bây giờ không phải tôi nói chứ ở đây không chỉ có nhà chúng ta đâu có điều phản ứng của hách trinh nghĩa nằm ngoài dự liệu của tôn bẩm chỉ thấy ánh mắt ông ta dừng trên người Dương Kiêu một lúc, lại nhìn lướt qua Tôn mập, rồi lại như người vô can, tiện tay cầm lấy một quyển sách, điềm nhiên như không lật xem. Tiêu Hỏa Thượng cũng bị Dương Kiêu dọa hết hồn, nhưng ông ta lập tức hiểu ra ý đồ của Tôn mập. Chừng Tôn Bập một cái, lúc này Hạch Trình Nghĩa đã trả quyển sách mới xem được mấy dòng về lại giá sách. Nói với Tiêu Hòa Thượng Cố Vân Tiêu Ông đếm xong chưa Tiêu Hòa Thượng lại nhìn mảnh vỡ hạt trâu Trong tay Dương Kiêu Tức tối nói với Hạch Trinh Nghĩa Không tiên các người Hạch Trinh Nghĩa cười nhạt một tiếng Nói Vậy chúng ta có duyên gặp lại sau Không quay dậy mọi người Ôn chuyện với ông Mã nữa Nói rồi Cùng quả đưa Hoàng Nhiên dậy Ba người chậm rãi đi ra khỏi nhà Mã Khiêu Lâm để bóng lưng của bọn họ đi xa tôi mẩm đột nhiên nói với tiêu hòa thượng tiêu đại sơ chắc không phải ông ta biết cả chuyện ôn thần lần trước chơ tiêu hòa thượng không trả lời cậu ta chỉ nhìn theo bóng lưng của hách chính nghĩa thở dài thườn thượt lúc này ma Hiểu lầm đã tiến kim bổ xong nhìn thấy ba người hách chính nghĩa bỏ đi khách sáo nói vài câu rồi trở lại phòng khách ông chủ má vẫn đang ngâm lại mấy câu tức cảnh sinh tình mà kim mù nói với mình lúc nãy thấy mấy người chúng tôi ông ta cười hề hề bảo <laughs> mấy vị đại sư tôi này nhất định phải để mặt ở lại ăn bữa cơm quả đà đặt xong tiệc bảo ngư cực phẩm rồi bữa này không phải cứ có tiền là ăn được đâu tôi này nhất định phải để mặt ăn cơm xong đừng đi vội ở lại chỗ qua một đêm Coi như bồi tội chuyện lần trước Chỗ qua tùy không lớn Nhưng vẫn có 9-10 phòng cho khách Còn tốt hơn ở khách sạn nữa là Không đợi tiêu hòa thượng trả lời Tôn mẩm đã nhận lời ngay <laughs> Đừng khách sáo Ông chủ mã à Ăn bữa cơm thịt được Có điều qua đêm chỗ ông thì khỏi đi Nói đến đây Mặt Tôn bập có vẻ nhăn nhó Cậu ta dường như hơi do dự Vân sắp đến bên cạnh Ma Khiêu Lâm thấp giọng bảo Không phải tôi nói chứ Ông chủ mã Gần đây ông có phát hiện chỗ nào Không ổn không Câu này của Tôn Mập Khiến Ma Khiêu Lâm ngờ ngác Lao ngờ vực nhìn Tôn Mập Lắc đầu nói Hồng có Qua ở đây rất vui Lần trước ôn thần đi rồi Thì không còn những chuyện như vậy nữa Lại thêm chỗ qua có trận pháp Do đích thân Kim Đại Sư bày không việc gì phải lo Bây giờ Tiêu Hòa Thượng đã đếm xong số hiện vật và tài liệu kia Ông đi thần đóng gói lại rồi Nghe thấy câu này của Ma Khiêu Lâm Thì cười lạnh nói Nhóc béo bỏ đi Cậu nói cho ông ta biết Cũng là hết tình hết nghĩa rồi Sông chết có số Phú quý do trời Đều do mệnh của ông ta Sau này phải xem ông ta có đủ phúc phần không thôi Tôn mập lại thở dài nhìn ma khiêu lâm một cái rồi nói với tiêu hòa thượng tiêu đại sư nói thế nào chúng ta cũng có giao tình với ông chủ mã Đến ông ta sắp gặp chuyện mà không lo có vẻ hơi không nên nhé nghe tiêu hòa thượng và tôn bập nói xong ma khiêu lâm vẫn không tin nhận định hai người đang bịp mình từ khi thỉnh được kim mù ông ta đã có hơi chủ quan Ông chủ mát cười Bảo Bởi vì nhìn nhầm chăng Nếu có chuyện gì không ổn Vừa rồi Kim Đại Sư đã nói với qua rồi Lần này Không để lão nói hết Tiêu Hòa Thượng lạnh lùng lên tiếng Vậy thì nếu xảy ra chuyện Nhớ đi tìm Kim Đại Sư của ông nha Xem ông ta Có thể chống gậy đến cứu ông được không Đoạn Quay đầu lại nhìn chúng tôi bảo Ta đi thôi đừng làm lớp việc lớn của ông chủ mã. Nói rồi, tự mình xách một cái thùng đi ra khỏi phòng sách. Chúng tôi xách mấy thùng còn lại theo sau ông. Tôi mầm tìm cơ hội, thấp giọng nói với Dương Kiều. Anh Dương à, thứ anh vừa thả ra, rốt cuộc là gì vậy? Tôi đang ở cạnh cậu ta, Dương Kiều cũng không có ý đề phòng tôi. Không ngại nói ra hai chữ, ngạ quỷ. Cuộc trao đổi lần này xem như đã kết thúc. Hoàng Niên và Hách Trinh Nghĩa đã về ủy ban tôn giáo. Xem như gà đã được về quê ăn Tết. Chúng tôi cùng sạch với cái thùng về dân điều cục. Trên máy bay về thủ đô, tôi nhận lúc Kim Bất Hoán ngủ rồi. Hỏi Tôn bẩm ở bên cạnh. Đại Thánh à, ngạ quỷ Dương Kiêu thả ra là chuẩn bị cho ông chủ mã sao? Một tên mã khiêu lâm mà thôi, có cần chơi lớn vậy không? tôi mập vốn đang mơ màng muốn ngủ nghe tôi hỏi vậy cậu ta nhìn tôi ngáp một cái bảo <laughs> cũng là ông chủ mã gặp may hôm nay có dương kiều tới chứ tôi vốn đã xin phép triệu quỷ từ chồ hùng gấu bông cơ đó đến đây tôi mập đột nhiên tỉnh táo hẳn nên tiêu hòa thượng đang ở hàng ghế khác hơi ngừng lại cậu ta thấp giọng nói tiếp không phải tôi nói chứ Tám phần là ông Tiêu Cũng đã chuẩn bị gì đó cho Ma Khiêu Lâm Nếu không phải hàng của Dương Kiêu ngon hơn Hôm nay tôi và Tiêu Hòa Thượng Đã xong kiếm hợp bích rồi đấy Lục Tôn Bẩm nói Tôi nhìn Dương Kiêu ngồi bên cửa sổ Anh ta trông không hề buồn ngủ Đang hứng trí bừng bừng Để núi sông và thành thị Giống như mô hình cát bên dưới tầng mây Về đến dân điều cục Âu Dương Thiên Tà đã dẫn mấy điều tra viên Của phòng số 5 đợi sẵn ở cổng Nhưng không ngờ cao lượng Lại không ló mặt Vốn nghĩ lần này về Cao Bẩm sẽ đích thân ra cửa nghênh đón Sau đó tự mình Đem những thứ nằm đó Bị hoàng nhiên lấy trộm Là xá lợi, mộc phủ vân 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 Rồi đem xuống tầng hầm 4 Của dân điều cục khóa lại Nhưng lúc này Đồ đã được Âu Dương Thiên tả tạm giữ, thuận tiện nói một câu ngoài lệ. Từ sau lần đó, cho đến một khoảng thời gian sau Tết, cục trưởng cao cục biến mất trong tầm mắt của tôi. Hôm trở về, pha quần phổ biến cho tôi và tôn mập, truyền thống trực ban ngày Tết hàng năm ở dân tiểu cục, bởi vì mấy ngày Tết là một trong những mùa ế, cơ bản sẽ không có chuyện đặc biệt nào xảy ra cho nên đều do người mới đến dân điều cục trực ban năm nay hai mà mới là tôi và tôn mập không tránh khỏi phải ở lại đây trực chuyện này đã đánh tan toàn bộ kế hoạch về quê ăn tết của tôi có điều tôn mập cô không lấy gì làm khó chịu cậu ta đã quen cô đơn lẻ loi đang lo tết này không có chỗ để đi bây giờ lại trực ban vừa hay hợp ý cậu ta sau đó Nghe nói vốn còn có hai người anh em họ dương Của phòng số 6 Chị Lộ còn đích thân đến tìm Có điều đã bị ngô nhân địch Thẳng thừng gạt đi Hiện tại xem ra tôi và Tôn Mập Chỉ là phận cây cỏ Không được trưởng phòng bảo kê mà thôi Mà thấy chẳng mấy ngày nữa Là đến Tết Theo lệ thường ở dân điều cục các phòng điều tra bắt đầu tự liên hoan với nhau nhưng ngoài cục trưởng cao Trưởng phòng khách của phòng số 1 chúng tôi Cũng biến mất được một thời gian rất dài Chỉ còn lại ba người Tôi, Tôn Bập và Pháp Quân Còn chẳng ngồi đủ một bàn nhỏ bốn người Làm gì có không khí tụ tập nữa chứ Cuối cùng vẫn là lúc phòng số 5 liên hoan Âu Dương Thiên Tà kêu các điều tra viên phòng mình Kéo ba chúng tôi vào Mới xem như có chút hứng thú tụ tập vẫn còn tưởng Tiêu Hòa Thượng sẽ ở lại Cùng tôi và Tôn Mập Đón Tết ở dân điều cục Không ngờ đến 29 tháng chạp Ông ta mới nói với tôi Ông đã hẹn với ông nội tôi rồi Phải về quê ăn Tết Đến kẻ ăn trực như ông ta Còn có thể về nhà nội tôi ăn Tết Mà thằng cháu Đích Tôn Nhà họ thầm tôi đây Lại phải bi thảm Đón giao thừa ở dân điều cục Chợp mặt đã đến 30 tết Thế dân điều cục vắng như chùa bà Đanh Nhất thời vẫn hơi không quen Dù sao cũng không có việc gì làm Khoa cổng dân điều cục xong Tôi và Tôn Mập Chuẩn lên căng tin ở lầu 3 Trước đó Tôn Mập đã thương lượng với ông Kim Để lại trong bếp Không ít đồ ăn đã được sơ chế Trong tủ lạnh Có có mấy bao sủi cào gói sẵn đông lạnh Vẫn còn định bảo ông Kim Chuẩn bị mấy món hoàn chỉnh nếu bị tôn mập bác đi anh béo này đòi muốn có chút không khí giao thừa tôn mập còn chuẩn bị thêm một chai rượu trắng chai rượu này lâu năm lắm rồi đã không còn nhìn được nhãn hiệu nữa hỏi cậu ta lấy rượu ở đâu ra tôn mập cười danh mãnh nói uống rượu cần gì hỏi lam thê không phải tôi nói chứ chỉ cần biết là rượu ngon uống không chết là được rồi bận rộn nửa ngày Bà đến khi trời sập tối Mới xem như nấu xong bữa cơm tất niên phong phú Không ngờ tay nghề tôn mập Cũng tương đối tốt Uống chút rượu Xem xuân vãn Miệng nói hiều nói vượn Không bao lâu Chai rượu trắng đã chờ đáy Tôi và tôn mập đều cảm thấy chưa đã thèm Tôn mập mượn rượu Cậy kho hàng nhỏ của ông Kim Lôi ra được hai chai mau đài Xuân vãn chương trình văn nghệ đêm giao thừa hàng năm của Trung Quốc giống như táo quân của Việt Nam. Uống một mạch đến gần tiết mục đêm ngược không giờ của Xuân Vãn đã thành lý hết một chai rưỡi mau đài. Tôi và Tôn Mập đều uống đến đỏ mặt tiết tay. Nếu không nhờ lúc trước đi bộ đội luyện được tiểu lượng tốt e là bây giờ tôi đã nằm nhoài ra bàn từ lâu rồi. Dù vậy cũng đã bắt đầu tránh choáng lời sưng cả lên Tôi mầm bên cạnh uống rất hăng Cởi hết chỉ còn lại Một cái quần ấm Đang cười ngu ngu Với đồng khanh trong tivi Nên cậu ta Tôi đột nhiên thấy xúc động Đứng dậy lào đảo Do thêm một ly cho tôn mập Đại, đại thanh à Nào, làm ly nữa Tôi cùng ly với cậu ta Không đợi cậu ta phản ứng lại Tôi đang ngửa cổ cạn trước Tôn Mập uống đến mắt cũng trận ngực. Cậu ta cười ngu. Cậu uống hết rượu trong ly. dựa vào ghế. Tiếp tục đa lông nheo với đồng khanh. Lại cạn với Tôn Mập thêm mấy ly nữa. Tôi thấy Công Sam đếm ngược rồi. Nói với Tôn Mập. À, Đại Thánh à. Hỏi câu chuyện này. Lần trước xe lửa là ai gọi cho cậu vậy? Tôi nói xong ánh mắt tôn mập mơ màng chuyển từ đồng khanh sang tôi cậu ta cứ nhìn tôi như vậy đằng lúc tôi chuẩn bị do thêm cho cậu ta một ly nữa tôi mập đột nhiên phá lên cười ha ha với tôi tiếng cười này khiến tôi tỉnh rượu non nửa cùng mày tôn mập ngoài cười ra thì không có hành động gì khác cậu ta lim dim nhìn tôi nói <laughs> cậu nói gì cơ tôi nghe không rõ nói lại lần nữa đi trước đó từng nghe nói có người say rồi sẽ cười ngu bây giờ đã được chứng kiến không còn cách nào tôi chỉ đành nó lại lần nữa lần này tôn bập đang nghe rõ cậu ta lắc lắc đầu nhắm mắt hồi tưởng một chút lúc tôi tưởng cậu ta đang ngủ rồi tôi Mập đột nhiên mở mắt ra trước là cười một trận sau đó vừa cười vừa nói <laughs> Khi đó Cậu cung ở đó nha. Cậu không nghe thế sao Là ba tôi Ba tôi gọi đó Ông hỏi tôi Có về nhà ăn Chứ sau cùng còn chưa nói hết Tôi mập đắt từ trên ghế Trượt xuống đất Đợi tôi qua tới đỡ cậu ta Đã nghe thấy cậu ta ngáy o o Cùng không biết cậu ta say thật Hay là giả say nữa Lúc này hơi men của tôi cũng dâng lên Dựa vào ghế ngủ tiếp đi Mấy ngày sau đó Căn bản đều trải qua như vậy Đến mùng ba Tết Đã được điện thoại của mẹ tôi Bà bảo tôi qua Tết khoan hãy về nhà Em họ tôi Con trai chú hai Đứa bị mù màu đỏ Và xanh lá lúc bốc thăm hồi nhỏ Mùng 10 sắp kết hôn Ông nội muốn giữ thể diện cho tôi Nghe cú điện thoại này Tôi có hơi khó hiểu Em họ kết hôn Không cho tôi về nhà Giữ thể diện cái nỗi gì Đợi mẹ tôi nói xong tôi mới hiểu Thì ra thằng em họ này Phải đi ở dậy Hơn nữa không kết hôn không được Vì người em dâu đó của tôi Đã mang thai được 2 tháng không ngờ chuyện sau đó lại có thay đổi Sáng sớm mùng 7 Phần lớn nhân viên đã lần lượt trở lại dân điều cục Bắt đầu một năm làm việc mới Tôi và Tôn Bập cũng xem như được giải thoát Trong này còn có một khúc nhạc đệm Sáng nay ông Kim căn tin về tới Phát hiện kho hàng nhỏ của mình đã bị cậy Còn thiếu mất hai chai mau đài Với tin canh thả chết không chịu lỗ của ông ta Làm tưng sách giàu thái giàu Chạy thẳng đến phòng số 1 tìm tôi và Tôn Mập Cuối cùng vẫn là Tôn Mập Mong 3.000 tệ Cậu ta chạy không nhanh bằng tôi Bị ông Kim tóm được Ông ta bảo miệng đã đòi một bản Cuối cùng bị Tôn Mập ép giá Xuống còn 3.000 Mới xem như dập được lửa giận Của ông Kim Buổi trưa tôi đang cùng Tôn Mập Phát quân chuyện gấu Đột nhiên nhận một cú điện thoại Của Tiêu Hòa Thượng Hình như là gọi từ sân bay Trong điện thoại truyền đến tiếng thông báo chuyến bay Ông ta nói rất gấp Chỉ có một câu Ông và ông nội cháu đi tìm cháu Cháu chuẩn bị một chút Không đợi tôi hỏi rõ Bên ông ấy đột nhiên cúp điện thoại Để khi tôi gọi lại Điện thoại của tiêu hòa thượng Đã tắt máy rồi Lúc này tôi đã cảm thấy không ổn Ông nội tôi và luôn nghĩ tôi là một sở trưởng Trong hệ thống công an Hiện tại nếu gặp mặt Thì sẽ lộ tẩy hết Còn nữa Tiêu Hòa Thượng nói ông ấy Rất ông nội đến tìm tôi Chẳng không phải hai ông già này Đi thẳng đến dân điều cục chứ Tôi càng nghĩ Càng thấy bất an Tôi mập tinh mắt Để ra tôi có tâm sự Bị cậu ta hỏi Tôi bèn kể lại nội dung Cuộc điện thoại vừa rồi của Tiêu Hòa Thượng Tô Mập nghe xong liền hớn hở Ơt <laughs> à Không phải tôi nói chứ Dân điều cục chúng ta Cái gì không có Chưa giấy chứng nhận các ban ngành Thì còn thiếu sao Cậu có thể làm sở trưởng một lần Không thể làm lại lần nữa à Đừng gây ra đó nữa Tìm Âu Dương Thiên Tà Thay một bộ cảnh đốc Gạt được ông già Rồi chúng ta lại ăn tết tiếp thôi Phần thứ năm năm xin được khép lại tại đây. Mời các bạn đón nghe phần thứ năm mươi sáu vào kỳ sau. Đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Các nơi khác phát thì đều là ăn cắp của Nguyễn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.